Đây được một cây vàng. Này cao cỡ 7 tấc, 8 tấc. Ừ, thấy lắm đó. Một cây đỏ. Dạ. Đỏ thôi. Gốc đỏ. Mấy cái này nó đậu rồi, chúng mới thắt chiếc này chùi cho thằng cốt này lấy cái này. Nè ông này nè, ông này là im rồi nè. Ừ. Dạ. Cái một cốt á. Ông đó là im rồi nè. Cái mấy cái hai cốt cộng với chiếc rồi đấy, rồi chụp hình đưa ra rồi cắt bỏ nó mất dấu rồi nó không. Nè, như cái này cũng được rồi đó. Cái này gốc là một cốt rồi nè. Như là được chừa ba cái này lại nè, ba này cái giống mới nên chừa lại. Dạ, đây được một cây, vậy là cây này ha. Cái này chút bớt sức không nè. Mới bứng vô hả? Ừ, mới bứng vô, người ta lại người ta mua không sao, mình giao khó lòng gì. Dạ, được 7 cây. Ở ngoài này mấy gốc này. Có cái cây nào mà cậu có cắt chiếc được cái thằng đấy rồi nó cắt bỏ không được. Không, không có chiếc. Ừ. Dạ. Chiếc thì nó còn cốt. Dạ. Chiếc mấy cái nhánh xung quanh cho nó còn cốt. Dạ vậy. Đây còn là cây vàng nè. Ừ, cây vàng gốc bự nè. Rồi. Đỏ thì nhiều. Cái đó thôi. Cái đó thôi cũng có chiếc rồi. Cái này có chiếc rồi hả? Ừ. Chiếc xin nó còn có. Cái trong này nè. Chụp đưa ra lên đó. Nhánh. Ồ. Cái này im nè. Còn coi có chiếc không? Ừ, không có chiếc. Không, không có chiếc. Chủ chiếc khác là chơi chân. Dạ. Yeah. Cái này im rồi nè. 7 cây đỏ này được. Ồ. Con này gốc cũng im rồi nè. Đó. Rồi, phía trong bên đây. Góc này cũng được. Này hai nhánh rồi. Dạ, cái đó hai nhánh rồi. Ông này cũng được nè, ông này một cốt nè. Rồi qua bên đây ông này coi. Ông này cũng một cốt nè. Còn là mấy cây lâu năm mà có trái, có hột hết trơn rồi mấy bạn ơi. Cây đó hết không? Một cây đó im đó. Như ý, một thân đi thẳng lên là im. Dạ. Vậy là 7 cây đỏ này là được rồi đó. Thằng này còn cây đỏ ngoài này thấy không? Dạ, rồi cái này được luôn. À, một thân. Dạ. Một thân. Này vô thùng nặng thế bà. Dạ. Bò đất bự vậy. Bớt bầu ra. Còn gốc vàng bự bên đây vậy. Ai mua chắc tới bứng. Dạ. Gốc này bự lắm. Dạ. Cây này. Rồi nãy giờ là 7 cây đỏ là thấy cũng đủ rồi. Dạ. Vàng. Dạ. Thì 1, 2, 3 cây, 4 cây đỏ rồi. 4. Ở ngoài trước đó. Ở trong đó được, nhiều, lấy được nhiều. Cây thẳng thiếu nhiều bứng thêm cái gì. Dạ. Bạn cây. Tôi nhớ mà ấy hình người ta làm sao chứ để nhiều khi nó không đi chứ mất công.
bứng 7 cây tương tự nhau là được rồi đó. Như cái thân nó thẳng thẳng lên gì là không có vàng à, đó không rồi. Vàng không có vàng rồi, nãy con thấy được cây vàng trong đó. Cái vàng đó dẹp đét được không? Vàng này cái tán hơi xòe, nhưng mà cái gốc cái thân dưới cũng được một cốt. Rồi cơ bản là cái vườn này mình sẽ bứng được 7 cây giao cho chú. Nãy thùng bằng tí à. Dạ. Cao quá trời cao rồi sao vô thùng được. Con nói thùng không chứa nổi. Con nói thùng. Nói lại. Cái tay cây này, cái này nè, cũng em nè, cắt vào cái chùm dưới cỏ. Dạ. Thấy không, cắt ngoài cho thấy. Wow. Cái đèn rồi, như cơ bản cũng được 7 cây rồi đó các bạn. 2 3 4 rồi. 4 rồi 5 5 cây ngoài chậu vậy. Trong này tắm chừa lại 3 cây này hả? Không có 3 cây này. Cây này là đó sợ mất sức mình đã chịu không? Dạ, cây này nó hơi héo. Bởi vì cái gì ăn giao giao đàn mà. Này không? Hơi héo rồi. Nguyên thôi. Dạ. Bỏ ra lên xe đi mấy ngày nữa. Được rồi, vậy không có chừa lại nó bứng mấy cây mới. Dạ. Để hàng là tới người ta tới mua cho dễ chứ bứng giờ người ta đâu nói nào. Dạ. Vậy là 4 cây trong đó. 5. Ở ngoài đó 1 cây, 6. Con thấy ở trong đây có một gốc thẳng thẳng cây nữa là 7 cây đó là được rồi đó ta. Ưu tiên mấy cây mà có chậu sẵn đó đó. Thì, dạ. 1 2 3 4. Đó, dạ đó 5. Trước 2 cây tấm bứng nữa là được. Nguyên vườn bông trang chọn ra 7 cây giao cho chú. Trước cây nào? Dạ. Cái đó này. Một thân đó. 5 6. Này không, hai cây bên kia, cây đó nó chiếc rồi. Đi cây đó đi đó. Đó ha. Dạ. Rồi này là 7 cây. Rồi. 7 cây đỏ rồi đó. Cái vàng này để con hỏi coi được không, được con giao luôn. Vàng này cũng im nè. Dạ. Cái vàng này dưới trong kia là được 2 cây. Rồi, vậy là được rồi các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nè. Ai cần mua mấy cây bông trang đỏ mà cây trồng thuần ở dưới đất nha các bạn, thì comment bên dưới giúp mình, hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.